Xong rồi nhá, thì hiện tại mình lại vừa xử lý thành công một sản phẩm code số Debit Drive Rack với cái model là Drive Rack PX chứ không phải là PA mọi người nhá. Bản này là bản xịn, có đầy đủ mã vạch, mã seri chip với 2 in 4A và 1 mic DTA. Bây giờ tắt đi này. Mọi người quan sát này. Thì hiện đèn chớp vừa quét nhá, Debit này. Drive Rack PX. Đó, PA thì sẽ là PA và PA cộng sẽ là PA cộng. Đó. Hiện tại là sản phẩm này đã sẽ ok, sẽ kích tay vào lên. Kích tay vào phần tín hiệu. Thì trên cái dòng này cái bệnh đặc trưng chính là cái bệnh trắng màn mọi người nhá. Bệnh đặc trưng và truyền kiếp trên những cái dòng của Debit, tất cả những model là bệnh trắng màn. Và đối với những cái trường hợp trắng màn đó thì hoàn toàn có thể xử lý ok. Đó mọi người nhá. Hiện tại thì mình từ ngày mà bắt đầu xử lý sửa cái dòng các cái model của Debit này thì những cái sản phẩm, tất cả những cái model thông dụng như là PA này, PA cộng 260 hoặc là đến bây giờ là Debit PX thì xử lý những cái trường hợp mà bị trắng màn thì chưa phải bỏ một sản phẩm nào cả. Đó. Thì mọi thông tin chi tiết về xử lý các cái lỗi trên những cái dòng sản phẩm code số của Debit đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy đó là 0868 59964 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên mọi người nhé. Thì về tất tật những công nghệ của dòng này thì tại mình đã ra mắt hoàn toàn đầy đủ rồi. Đó nên là có thể hỗ trợ xử lý, sửa chữa có thể nói là full đối với tất cả những cái lỗi. Đó. Sản phẩm này đã qua anh em thợ trước xử lý này, có vết hàn cắt. Đó thì mọi người những ai mà chưa đăng ký kênh đó thì có thể bấm đăng ký kênh và ngoài ra thì có thể kích vào nút hình quả chuông thông báo ở góc phải dưới video của màn hình để thường xuyên theo dõi và cập nhật những video clip mới nhất mà kênh có đăng tải và cập nhật lên hàng ngày mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.